Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Kiệt Nam Vlog của mình ha. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 của 2023. Bây giờ hiện tại là 6 giờ 12 phút sáng rồi các bạn. Mình đang trên quốc lộ 20 theo hướng mà đi Lâm Đồng. Hiện tại mình đang đi tới cái khu vực này là cái khu vực của huyện Tân Phú của tỉnh Đồng Nai rồi các bạn. Huyện Tân Phú của tỉnh Đồng Nai rồi. Thì một số anh em hay comment trên kênh của mình nhé, nói mình ấy là sao mà mình khi mà họ tham gia giao thông á, họ thấy là nhiều cái xe họ vượt vượt quá trời mà không bị cảnh sát giao thông bắt, vượt nơi cấm vượt này, rồi chạy quá tốc độ trong cái khu dân cư luôn. Rồi vượt nơi cấm vượt, rồi lấn tuyến lấn làn nữa. Đó. Mà tại sao không bị cảnh sát giao thông bắt? Mà có những xe gia đình mà lâu lâu chạy tuyến đó dù rất là cẩn thận lại bị cảnh sát giao thông họ bắt hoài. Thì thực ra mình muốn chia sẻ với các bạn như thế này nè. Không phải là cảnh sát giao thông họ không muốn bắt những cái chiếc xe chạy ẩu đó các bạn, mà đơn giản những chiếc xe mà họ chạy ẩu đó đó, họ có mánh khóe, họ có cái mánh khóe của họ. Thực ra là mình biết nhưng mà mình không thích chạy cái kiểu mánh khóe đó. Như mình á, thì mình chạy tuân thủ theo đúng cái biển báo ha. Mình chạy theo, để mình quay trước cái cảnh trước cho bạn xem đi, để rồi các bạn mình nói tiếp các bạn. Đây đó, cảnh trước nó là như thế này ha. Thì trên cái đoạn đường này là có cái biển cấm vượt, cấm ô tô vượt rất là nhiều, cấm ô tô vượt rất là nhiều. Thì ví dụ như mình đi, mình có thể biết được là cái chỗ đó mình dù có biển cấm vượt nhưng mình vượt, cảnh sát giao thông vẫn không bắt mình. Không phải là cảnh sát không muốn bắt, mà mình phải hiểu cái cách thức mà cảnh sát giao thông khi bắt tham gia giao thông là gì. Thì lúc đó mình mới nói chuyện được. Thì đơn giản là như thế này nè. Những mà anh em tài xế mà thường lái xe chuyên nghiệp đó, thì họ hay có một cái group, group kín, group Zalo nha các bạn, hoặc là Facebook, mà Facebook phải là group kín, hoặc là Zalo đó. Thì những thành viên mà tham gia group này á, thì đa số thứ nhất là anh em tài xế, và đảm bảo là trong cái group kín đó không có người nhà. Đây là ví dụ, đây là có cái biển cấm dừng cấm đổ ô tô đúng không, ok, cấm vượt ô tô vượt. Nhưng các bạn thấy không, đấy đấy, thằng trái với vận tải Hưng Đông đây vẫn vượt đây, các bạn thấy không, rõ ràng là có biển cấm vượt nhưng nó vẫn vượt. Tại sao đó? Rồi mình quay mặt trước. Đấy, cái khúc này là cấm vượt rất là nhiều nhưng mà tại sao vẫn vượt ha? Thì như thế này, mình cảnh sát giao thông khi mà tổ chức tuần tra giám sát hoặc là xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông thường đều có kế hoạch ha, thường đều là có cái kế hoạch hết chứ không phải là tự phát. Một số thì đúng là có tự phát, nhưng mà hầu như đều là có kế hoạch. Ví dụ như trên một cái tuyến đường đó thuộc địa bàn tỉnh nào đó chẳng hạn, thì họ sẽ có những tổ, một ngày ví dụ như là có 3 tổ chẳng hạn, chia nhau ra. Thì tổ này từ thời gian mấy giờ tới mấy giờ, rồi hết tổ này bàn giao ca kíp trực cho tổ khác. Thì ví dụ bây giờ về cái bắn tốc độ trong khu dân cư hoặc bắn tốc độ ở nơi mà có biển hạn chế giới hạn tốc độ chẳng hạn, thì khi mà các bạn chạy vi phạm
vượt quá tốc độ trong khu dân cư. Nhưng khi mà bạn qua khỏi khu dân cư thì bạn mới bị các tổ công tác là họ ra hiệu lệnh dừng phương tiện của bạn lại. Thì không phải là họ mắt của họ nhìn thấy mà họ dừng bạn ngay, mà thông qua cái nghiệp vụ của họ, nghiệp vụ ví dụ như là sẽ có cảnh sát giao thông họ mật phục ha. Thì cái vấn đề mà giữa cảnh sát giao thông mật phục, mặc thường phục, mật phục hay là người ngoài ngành thì cái này thì mình không có tranh luận tại vì mình không phải người trong cuộc, mình không tranh luận. Nhưng nếu nói về đúng luật thì cảnh sát giao thông họ được phép mật phục. Họ mật phục như là như thế nào? Có thể họ sẽ chọn cái vị trí, địa điểm mà thường cái người tham gia giao thông họ hay vi phạm nhất trên một cái tuyến đường đó, họ mặc mật phục. Thường phục họ có thể núp ở chỗ nào đó, họ ghi hình. Khi ghi hình xe của bạn, rồi khi mà các bạn đi qua khỏi cái khu vực đó rồi thì cái tổ họ sẽ bộ đàm thông qua chụp hình ảnh, ghi hình gì đó, họ gửi cho cái tổ phía trước thông báo xe gì đó, biển số và đặc điểm nhân dạng. Và khi mà xe của bạn đến thì cảnh sát giao thông họ sẽ ra, họ dừng phương tiện của bạn, họ thông báo lỗi. Thì nếu mà bạn cảm thấy ok, bạn vi phạm thì bạn có thể ghi biên bản, chấp nhận, ký vào biên bản và chấp hành xử phạt hành chính thôi, đúng không? Nhưng mà tại sao các bạn thấy được rất là nhiều xe nó chạy rất là ẩu mà không bị bắt? Thì nó sẽ có một cái group Zalo hoặc là Facebook, mà Facebook nhóm kín. Thì những cái thành viên đa số là người lái xe. Thì những group đó thường là chỉ có những người tham gia lái xe chuyên nghiệp thường xuyên họ tham gia. Còn đa số lái xe gia đình thì hầu như là họ chẳng có tham gia group đó làm gì. Lái xe gia đình lâu lâu đi đưa vợ con đi du lịch chơi hay gì đó, xách xe lên đi thì họ không tham gia nên họ không biết. Nhưng những group đó vẫn tồn tại. Và những group này á, các bạn thử nghĩ coi, với cái lượng tài xế nhiều như thế thì khi mà họ tham gia giao thông như thế này nè, họ biết được cái điểm đó là có cảnh sát giao thông núp mật phục ghi hình, đoạn đó ghi hình về lỗi gì, ví dụ như lỗi đó là cái lỗi chuyên chạy quá tốc độ, hoặc là bắt về lỗi là vượt nơi cấm vượt, hoặc là lấn tuyến lấn làn chẳng hạn. Họ sẽ thông báo vào group đó, thông báo nhanh luôn các bạn, chứ không phải là ngồi mà gõ đâu nè. Trong Zalo nó có cái chức năng bấm ghi âm cuộc gọi á, đoạn nào, km nào, ở chỗ cây xăng nào, khúc nào, công an đang ghi hình, đang bắn tốc độ. Tức là họ thông báo là thông báo cái vị trí mật phục, chứ họ không phải thông báo cái tổ vị trí cảnh sát giao thông đón lỏng. Bởi vì cái vị trí mà tổ cảnh sát giao thông đón lỏng bạn là công khai, các bạn thấy rõ ràng rồi ha. Thì họ thông báo vào đó liền, thông báo đó liền là những tài xế khác họ nghe được, họ biết và họ né cái chỗ đó ra, họ tuân thủ đúng luật chỗ đó. Nhưng mà khi qua cái đúng luật chỗ đó họ lại lao như sấm, như ăn cướp. Đó là như vậy, mình biết những cái group đó nhưng mà mình không khuyến khích. Để biển khu di dân cư nè, số này 50 vậy nè. Đó, để mình quay trước rồi mình nói các bạn nghe ha, kể các bạn nghe. Đó thì tại vì nhiều bạn bè mình nó hay tham gia mấy cái group đó, mà trước khi nó đi vào cái tuyến đường nào thì nó sẽ có một cái group chuyên tuyến đường đó. Nhưng mà mình không thích làm như điều đó, bởi vì khi mình tham gia vào group đó thì đâm ra mình chủ quan,
À, chỗ đó cảnh sát giao thông họ mật phục, họ ghi hình này hay như hình kia, thì tụi nó chạy ảo lắm, đợi tới khúc đó nó chạy đàng hoàng lại. À, giống như vậy, nó không, mình không thích điều đó à, nên mình không tham gia mấy cái group đó. À, đó đó là lý do nó tại sao mà nó chạy ảo. Thì người ta nói là đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma các bạn, có nghĩa là cảnh sát giao thông họ cũng biết cái chiêu trò của nhóm anh em tài xế nên cũng thay đổi điểm bắn tốc độ liên tục luôn các bạn. Đó, cảnh sát thông họ cũng thay đổi điểm bắn tốc độ liên tục, rồi thay đổi những cái vị trí bắt lỗi liên tục luôn đó. Để làm gì? Để những người mà không kịp cập nhật kịp thời, hoặc là những người chủ quan đó. Đó là cái câu chuyện này các bạn ha. Mình đi sớm, đường nó bớt xe máy đi các bạn, chứ đến tầm 7 8 giờ bắt đầu học sinh nhá, nó đi học nó đông lắm nên mình chạy nó không thể nhanh được. Nè, còn thả 6 giây nè, đèn đỏ nè, mình dừng lại nè, 4 giây nè. Ví dụ như bạn còn 3 4 giây là bạn dừng luôn cho chắc ăn các bạn, đừng có cố các bạn ha. Đây là huyện Đạ Hoai của Lâm Đồng các bạn ha. Huyện Đạ Hoai của Lâm Đồng rồi. Đây là thuộc thị trấn của Madagui nha các bạn, Lâm Đồng nha các bạn, tại vì cái huyện Tân Phú của Đồng Nai với giáp danh ranh với Đạ Hoai này của Lâm Đồng. Cái mùa này là mình bắt đầu nhiều việc các bạn. Nhiều việc. Mình chắc khoảng tầm 2 trong từ giờ cho trong phòng à, tháng 2, tháng 3, tháng 4 mình sẽ còn nhiều, rất là nhiều việc đến tháng 4. Hết tháng 4 là bắt đầu mình mới rảnh lại. Còn giờ là mình chạy liên tục khá là nhiều. Đấy, thì cái đoạn này là mình vẫn phải tuân thủ tốc độ các bạn ha. À, bây giờ cái giấc này nè là cái giấc mà chuyển giao từ khoảng 6 giờ sáng các bạn. À, 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng là cái giấc này là gọi là bàn giao ca kíp. Thì hầu như là cảnh sát giao thông họ sẽ không làm nhiệm vụ ha. À, nhiều xe nó chạy ẩu ha các bạn ha. Nhưng mà cái khoảng từ 8 giờ sáng trở đi đến 9 giờ sáng trở đi là bắt đầu là khi mà cái bàn ca ca đêm các bạn, ca đêm bàn giao cho bắt đầu ca 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 ngày hôm ca ngày rồi các bạn. Bên cái tổ cảnh sát giao thông thì lúc đó cảnh sát giao thông họ ăn sáng xong xuôi các bạn, họ ăn sáng xong xuôi hết là bắt đầu họ ra, họ phân công nhiệm vụ của họ, ai đứng ghi hình, ai đứng phía trước, họ đốt gì ta khói đó. Thì lúc đó, cái thời điểm đó chạy thì không thể nào chạy ảo được. À, ví dụ như cái giấc này là mình biết là cảnh sát giao thông họ sẽ không đứng nè. À, từ 6 giờ đến 7 giờ cái giấc đó, giấc giao thoa đó các bạn, cái giấc đó giao thoa mà bắt đầu nghỉ ngơi của cảnh sát giao thông đó các bạn, của các ca đêm á, bắt chuyển qua ca ngày đó cho bàn giao cho các ca khác chắc á. Ở Lâm Đồng á thì được cái không khí nó trong lành các bạn, không khí nó trong lành. Ví dụ như ai muốn sống cuộc sống mà nghỉ ngơi nghỉ dưỡng thì tìm những cái vùng xa xa tí của Lâm Đồng, mình mua đất làm nhà nhỏ nhỏ ở thì cũng tốt. Rồi tới hết cái khúc này là bắt đầu ngoài khu dân cư nè các bạn, đấy có cái biển đó, biển hết khu dân cư đó, thì lúc này mình tăng tốc lên tốc độ được cho phép là 80 km/h các bạn nhé. Nếu mà có cái giải phân cách cứng ở giữa thì bạn có thể được lên tới 90 km/h luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý là đôi khi sẽ có những đoạn đường họ sẽ cấm những cái biển hạn chế tốc độ ngoài khu dân cư. À, ví dụ như ngoài khu dân cư mình có thể chạy tới 80 nhưng mà sẽ có những cái đoạn ví dụ khúc khúc quanh co, đường xấu, đường đèo hay như thế nào đó thì họ sẽ cấm cái biển là hạn chế tốc độ. À, ha. Thì mình vẫn phải tuân thủ nhìn theo biển báo. Thì một số người thì họ lắp cam hành trình của Việt Map, mà cái loại mà có thông báo cảnh báo
giới hạn tốc độ á, thì theo mình nghĩ thì đừng có chủ quan các bạn, mấy cái phần mềm app đó nó sẽ không hoàn toàn chính xác và nó sẽ có sai số. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái hệ thống biển báo có thể thay đổi thường xuyên, mà những cái app đó họ sẽ không cập nhật kịp thời, nên bạn sẽ chạy, bạn sẽ vi phạm theo cứ nghe theo cái thông tin. Bởi vì lúc đó bạn chạy á, là bạn chạy không bằng cái chủ quan của bạn nữa rồi, bằng mắt của bạn để quan sát, để nhìn, để xử lý, mà bạn chỉ nghe thông báo sắp tới hạn chế tốc độ là bạn bắt đầu giảm tốc độ lại. Nhưng mà bạn không biết là nó thông báo cách đó cả 3 cây số, nó báo sai các bạn, mà trong khoảng 3 cây số bạn cứ giảm, bạn cứ thập thò không biết tới chưa đó. Rồi nhiều khi qua hết cái khu hạn chế tốc độ rồi mà nó chưa thông báo các bạn, nó cứ vẫn còn trong cái khu hạn dân cư mà bạn cứ thập thò chạy kiểu đó mệt lắm các bạn, bạn không có tự tin. Rồi tốc độ cảnh báo bao nhiêu mình không tự nhiên. Đây là cung đường của đèo Chuối nha các bạn, đường này rất là đẹp, tuyệt vời các bạn không, mát, hai bên nó rừng đèo Chuối. Hồi xưa người ta trồng chuối trên đèo nên không phải trồng chuối mà chuối rừng, cây chuối rừng, mà giờ mình chạy mình không thấy chuối rừng đâu nữa. Hồi xưa gọi đèo Chuối, đèo này rất là đẹp các bạn không. Hôm nay thì mình ngẫu hứng mình quay video xe chơi thôi các bạn. Hồi xưa mình cũng lập kênh YouTube khác á, mình cũng quay về đường xá giao thông rất là nhiều. Sau này mình hủy cái kênh đó rồi các bạn, tại vì mình đi nhiều nhưng mà mình không thời gian mình quay. Đường đẹp không? Nhiều khi mình cũng muốn post lên mình chia sẻ trên cái cam mình cũng nhiều lắm, nhưng mà thực ra nó mất thời gian là ngồi về phải post lên này nọ. Mình thì nhiều việc quá mà mình lại ngồi mình đi post mình không thời gian. Đấy. Rất là tuyệt vời, đường đẹp. Thì mình tầm bây giờ là 6:30 tối sáng các bạn ha. Thì mình chạy khoảng tầm 1:30 nữa là bắt đầu mình tới đèo Bảo Lộc rồi. Không, lên vào thành phố đã Bảo Lộc luôn. Vào thành phố Bảo Lộc xong rồi mình ăn sáng các bạn, mình ăn sáng. Ăn sáng xong rồi mình tiếp tục đi qua huyện Bảo Lâm của Lâm Đồng. Cung đường quá tuyệt vời các bạn ha. Đó thì mình chia sẻ như vậy để các bạn biết đó, không phải tại sao mà mấy tài xế đó họ chạy ẩu mà không bị bắt đâu, họ mua đường không phải mua đường gì đâu các bạn. Họ có group Zalo riêng các bạn. Chuyên quốc lộ 20, quốc lộ 14, quốc lộ 51, quốc lộ 80, quốc lộ này quốc lộ kia đó, nó có cái group kín đó. Chuẩn bị lên lộ trình đó rồi đầu nó vô nó tham nó nghe. Mà ví dụ như những cái tài xế mà nó đi quốc lộ đó bắt đầu nó cũng chia sẻ vô, nó thông báo đây là bên tay trái á, là cái trạm dừng chân của Phúc Lộc Mandawi, tức là cái trạm dừng chân của nhà xe Phương Trang á. Bên tay trái cũng là cái khu du lịch của Mandawi các bạn ha. Đó. Bên tay trái đó. Ok, mình xin kết thúc clip tại đây các bạn ha. Hồi xưa mình cũng có làm nhiều video mà chia sẻ về luật giao thông, rồi chia sẻ về kỹ năng lái xe cách khoảng tầm 8-9 gần 10 năm trước. Mình lập nhiều lắm các bạn, mà đến nỗi mà những cái kênh mà chuyên về đào tạo lái xe họ cũng lấy cái video mình họ up lại các bạn. Nhưng mà sau này mình bỏ, mình xóa kênh đi, tại vì nhiều khi có những chuyện riêng tư các bạn. Mình không muốn xăm soi tới cuộc sống của mình quá, nên mình gỡ bỏ. Rồi, mình ok. Đã. Mình kết thúc clip nha. Rồi, chào các bạn ha. Nhiều khi nhiều người
biểu sao mà mình không có chịu làm nội dung này nọ, phát triển kênh. Thực ra mình nói rồi, cái cuộc sống của mình nó không phải là cái nghề kiếm tiền YouTube ha. Hồi xưa mình có làm kênh khác mà tiền nó YouTube gửi mình làm biếng, mình còn không ríu rút nữa các bạn. Hồi xưa các bạn, mình hoại hủy cái đó. Có những kênh mà mình đạt rất nhiều video, rất là triệu view, mà kiếm có thể nó mình bật kiếm tiền đây, kiếm rất là nhiều nhưng mà mình không bật. Hồi xưa mấy kênh khác mình hủy hết rồi, mình hủy kênh đó luôn đó. Mà biểu là mình mà tại sao không đầu tư kênh YouTube, mà thật ra như mình nói rồi, mình không phải kiếm tiền từ YouTube đó, nó ha. À, nhiều khi YouTube nó cho cái chức năng kiếm tiền thì mình bật cho vui thôi à, nhưng mà nó không phải là nghề công việc của mình à. Còn công việc của mình là nó có công việc rõ ràng đấy, nên nếu mà người ta sống bằng cái kiểu YouTube đó, họ sẽ bằng hơi giả dối một chút, phải có nhiều cái nó không được hay lắm. Ok, như vậy nha các bạn, rồi chào các bạn.